Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay là cận cảnh chiếc máy cày xe to 6714. Xe chắc khô các bạn. Tối nay toàn bãi bụi không? Cho bạn mọi người cùng xem nha. Tối nay số toàn bãi bụi cho bạn xem nha. À, con nó sói toàn bụi không các bạn, à, con nó bụi da các bạn, hết hầm bụi các bạn, hết hầm nó bụi, càng ngày còn bụi các bạn, à, con nó bụi cho da các bạn. Quá bụi. Quá bụi các bạn. Quá bụi. Đây này toàn bụi không các bạn. Quá trời bụi các bạn. Hết hầm bụi các bạn. Sới này toàn bụi các bạn. Co bụi nó ra các bạn. Bữa nay sẽ tắt khô toàn bay bụi không các bạn, bay bụi không cho các bạn mọi người cùng xem nha. Bên cạnh những cái chiếc máy cày ghê to 6714 sẽ tắt khô mà bụi cái này không kìa các bạn. À, con nó bụi ra các bạn, hết hầm bụi các bạn. Hết thằng nó bụi. Bụi không các bạn. Ta coi bụi nó ra các bạn.
quá hết hòn bụi các bạn. Hồi này gặp sới toàn bay bụi không. Càng ngày sới toàn bay bụi không các bạn. Hết thấy cái máy luôn. Mà bụi các bạn. Hết thấy cái máy luôn. Cho mình chút đang chờ cho bạn xem nha. Xem mình mới cài lại tới cho bạn nha. Rồi mới cài lại tới rồi các bạn. Lại tới rồi các bạn. Rồi bắt đầu tranh thủ mình xới đất khô các bạn. Thôi con nó bụi ra các bạn. Hết hầm bụi các bạn. Cặp này sới toàn bay bụi cho bạn mọi người cùng xem nha. Thôi coi nó bụi các bạn. Bụi thấy ghê các bạn. Quá bụi các bạn. Quá bụi. Hôm nay mình qua nữa mình đứng cản bụi các bạn. Quá bụi. Hôm nay số toàn bay bụi không các bạn. À, coi chiếc xe to đang sới toàn bay bụi các bạn. Sới đất khô toàn bay bụi không cho các bạn mọi người cùng xem nha. Cặp này sới toàn bay bụi cho bạn mọi người cùng xem nha.
Rồi chào bạn mọi người nha. Bữa nay là xong mình việc, mình còn mua bộ cái áo trà trắng cho má của anh Vũ và của Bá Phong cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.